sáng mình xả nước cho mèo nha mèo. Rồi đó là lâu quá rồi không có ca hát. Mèo ca rất là hay đó nha. Mình bữa ở nhà mình cũng ít khi nào mình lên ca karaoke lắm. quên nè. Có ai muốn karaoke không hả? Anh bà xin mời lên karaoke. Hello Bình Dương nha. Tina, để cái điện thoại xuống. Tina, để cái phone xuống đây, điện thoại hoài trời. Đó, thằng nào đang điện thoại cho em vậy hả? Để nó xuống. Hét cũng được. Bình Dương anh cầm chưa nè. Bình Dương là ai đây? Bình Dương có thể nào anh cam lên hay là quên với Dương được không? Ý tôi đang nhậu với Dương nè. Công nhận cái nick mà Louis Cung nè, 44422 nè. Cái nick này lại nha, đọc không ra luôn. Mình nói là Corey nha, Corey nha. Đây, vô đây nè. Vô nè mèo. Vô nè Huy. Cũng vô cho nó hết kia. Vô nè. Mèo ăn cơm chưa nè. Nhậu cho mèo ơi. Vân xin khỏe không em? Vân xin ra cam chưa là Vân xin em. Mình thấy bể nhà mèo biết không? Chơi bàn thách càng lâu á, càng không có bà xã. Càng chơi chủng nó càng bao nhiêu là không còn có bà xã nữa chơi. Không biết tại sao nha. Chơi bàn thách thì vô gái sao dạy chơi người ta chơi bàn thách lâu rồi nha. Vô gái đi nè. Đó mấy bạn nhìn với câu của Sherry là nãy giờ nhậu á, bây giờ trốn á, tính ngồi đó giết và chết thì sao thì trời. Hả Sherry, vô cái đi em, vô cái đi. Tôi chụp web của Vân xin nha. Vân xin ra cảm tưởng trên nè, bố đi. Mấy bạn không biết mấy bạn nghĩ sao chứ mà nhìn web của Siri thấy em gái rất là dễ thương nha. Đó, mình mới kêu em gái à, đi rồi. Vô đầu đi, quên có bắt mèo nha. Mèo,
Hey, Mr. Mason, Mr. Honey, man, you're not. You're not. Đúng rồi. Mà công nhận em trai 337 này dâm tặc thiệt nha. Hồi nãy mình cái từ nói câu nó muối ớt nè Sherry, mình không hiểu tại sao tự nhiên nói muối ớt. Cái sau đó cái ông thông thêm câu nữa cái hay là bưởi đó. Trời ơi là trời. Đó có chi nào anh cam kìa, đó có chi nào nè, đó. Mới nói có chi nào, mình xin ra cái cam bán cho 350 triệu điện em. Thì đó mình thấy là súng răng mắt lé đó mà. À, đang nghỉ mệt mà thấy đang thui rồi. À, dạ, cái đít đó là đang nghỉ mệt à. Súng răng mắt lé là đang thui rồi. Mình hỏi thiệt nha, mình hỏi thiệt cho mẹ mê sợ ông Ni nè. Là cái nick mà súng đang mắt lé nè. À, bà xã của bạn đâu rồi? À, của phò đâu rồi? Mất tiêu rồi. Ờ, à, lượt cái bắt tìm một kia nha. À, chụp một tết thì mình nghe nói là súng đang mắt lé nó có nhiều bà xã lắm á. Dạ. À, mình nghe nói đó, có nhiều người nói á, là bạn có nhiều bà xã lắm. À, mê sờ. À, quét cao của tình một đứng coi không được nha. Mình nói thiệt mà. Tình một đêm on cam lại đi, quét cao coi không được. Ok, thì bây giờ mình chơi bài nhạc sến nha con. Cho mình chơi bài nhạc sến nha. Sau đó Mr. Mèo lên xin đầu cá là để nhạc nha. Hay là mắt lấy nha. Ok, bài chân xuống nhạc nha. Một bài.